Chiều ngày 27 tháng 1, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Đỗ Mười kéo dài đến đường trục V-Ship và phát triển đô thị vùng phụ cận. Tới dự lễ khởi công có các đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phạm Văn Lập, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo huyện Thủy Nguyên. Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố thông tin, từ cuối năm 2019, tuyến đường Đỗ Mười giai đoạn 1 được thành phố đầu tư hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng cùng với cầu Hoàng Văn Thụ với tổng chiều dài 1,6 km. Để phát huy hiệu quả khai thác tuyến đường, Hội đồng Nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Đỗ Mười kéo dài đến đường trục V-Ship và phát triển đô thị vùng phụ cận. Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư hơn 1.066 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách, thời gian thực hiện các năm 2022 đến 2024. Dự án hoàn thành sẽ phát huy hiệu quả đầu tư của tuyến đường Đỗ Mười đã được xây dựng cùng với một loạt các dự án giao thông đã, đang và sẽ triển khai trên địa bàn huyện Thủy Nguyên như đường 359, đường Máng Nước, cầu Nguyễn Trãi, đường 352 và cầu Lại Xuân, cầu Bến Rừng, từng bước góp phần tạo nên hệ thống giao thông đồng bộ hiện đại trên địa bàn thành phố. Đây là tiền đề để xây dựng thành phố Thủy Nguyên trực thuộc thành phố Hải Phòng. Để dự án được triển khai theo đúng quy mô và kế hoạch tiến độ được phê duyệt, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu huyện Thủy Nguyên tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án theo tiến độ được duyệt. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các nhà thầu tập trung cao nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công phù hợp, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Các sở, ban ngành thành phố và huyện Thủy Nguyên tạo điều kiện tốt nhất cho chủ đầu tư và các nhà thầu trong quá trình thi công. Đồng chí bày tỏ mong muốn các hộ dân, tổ chức và cá nhân có đất bị thu hồi tạo điều kiện sớm bàn giao mặt bằng cho dự án. Dự án đầu tư xây dựng đường Đỗ Mười kéo dài đến đường trục V-Ship và phát triển đô thị vùng phụ cận gồm 3 hạng mục chính. Trong đó, hạng mục xây dựng tuyến đường với chiều dài gần 1,6 km, vận tốc thiết kế 60 km/h. Điểm đầu tuyến tại nút giao kết nối với đường Đỗ Mười đã thi công, điểm cuối tại nút giao với đường trục khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ V-Ship đường 9C. Hạng mục thứ hai là đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nút giao đồng mức đầu, cuối tuyến và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trên toàn tuyến, bao gồm thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh, chiếu sáng, đường ống kỹ thuật. Hạng mục thứ ba là tạo quỹ đất để phát triển đô thị vùng phụ cận với quy mô khoảng trên 44,15 ha. Tổng diện tích đất thu hồi dự án 51,17 ha liên quan đến 1.316 hộ gia đình, tổ chức và cá nhân trên địa bàn các xã Tân Dương và Dương Quan, huyện Thủy Nguyên.